xin chào, các bạn đang đến với video tiếp theo của Túc Khám Phá. Mỗi ngành nghề đều có đặc thù riêng mà khi lựa chọn, mỗi người cảm thấy bản thân được vui vẻ lúc làm việc, có thu nhập hợp lý, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của mình. Đôi khi người ta tìm được nghề nghiệp mang lại mức lương hậu hĩnh thì cũng phải đối mặt với nguy hiểm, vất vả cùng với vô số áp lực mà chỉ những người trong nghề mới hiểu được. Sau đây là 10 công việc nguy hiểm không phải ai cũng dám làm. Nọc độc từ rắn có thể gây hủy hoại, thậm chí gây tử vong cho con người. Nhưng các chuyên gia y tế cho biết, chính các đặc tính làm cho nọc độc nguy hiểm như vậy có thể sử dụng làm thuốc điều trị và cứu người, từ đó xuất hiện nghề lấy nọc độc rắn. Những người thực hiện lấy nọc rắn thường làm theo một quy trình cẩn thận. Sau khi bắt được, họ nhốt rắn vào một nơi an toàn để chuẩn bị lấy nọc. Trước khi lấy nọc, phải khéo léo dùng cây móc chuyên biệt để túm đầu con vật, sau đó cầm đầu của nó cho cắn vào một cái ly có nắp đậy. Nọc từ từ chảy từng chút một xuống. Dù người lấy nọc phải sử dụng nhiều biện pháp an toàn, công việc này vẫn tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm. Tỷ lệ người lấy nọc rắn mà chưa bị cắn là vô cùng thấp. Ông Jim Harrison, người Mỹ, nuôi khoảng 2.000 con rắn độc, bao gồm một số con thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới. Mỗi tuần, ông trích nọc độc của khoảng 1.000 con rắn. Ông Harrison chỉ dùng đôi tay trần và không đeo găng khi thực hiện công việc này. Trong hàng chục năm hành nghề, những con rắn đã cắn vào tay Harrison. Thậm chí, ông từng phải vào bệnh viện đến 4 tuần để điều trị vết thương vì rắn cắn. Các bác sĩ đã phẫu thuật để cắt những phần nhiễm trùng nặng trên ngón tay của ông. Còn vợ của Harrison cũng tìm hiểu về các loài rắn và là trợ lý đắc lực của ông trong công việc nguy hiểm hàng ngày. Trại nuôi rắn của ông Harrison thu lợi nhuận từ tiền vé của khách tham quan và tiền bán nọc độc rắn. Hai vợ chồng bán mỗi bình nọc rắn với giá vài nghìn đô la Mỹ, chủ yếu cho các đơn vị nghiên cứu khoa học, trường đại học và công ty dược. 1, 2, 3. Tháp truyền hình nổi tiếng ở phía Bắc Dakota nằm trong top những công trình cao nhất thế giới, cao tới 600m. Tại đây có một vấn đề thường trực, chính là chiếc bóng đèn phải thay sau vài tháng. Bóng đèn này thường được sử dụng làm tín hiệu cảnh báo phi công và các loài chim. Việc thay bóng đèn định kỳ là yêu cầu của Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ. Chiều cao khủng của ngọn tháp khiến nhiều người cảm thấy chóng mặt, khó thở. Thế nhưng, những người trẻ tuổi vẫn đều đặn leo lên đỉnh tháp 6 tháng một lần chỉ để thay bóng đèn. Mỗi lần thay bóng, họ được trả gần nửa tỷ đồng. Mặc dù mức thù lao tương xứng, nhưng không phải ai cũng có thể làm được công việc nguy hiểm như vậy. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, nhân viên làm ở các tháp điện và tháp truyền thông ở các nước phát triển nhận mức lương hàng năm lên tới 1,5 tỷ đồng. Vì những rủi ro liên quan đến nghề nghiệp nên công nhân làm việc phải có trình độ nhất định như bằng cấp về ngành kỹ thuật điện và phải trải qua một lớp đào tạo đặc biệt. Hiện tại có khoảng 10.000 người đang làm công việc tương tự tại Mỹ. Với xiếc thông thường, người ta chỉ cần tập luyện cẩn mẫn là đã có thể biểu diễn được. Còn xiếc thú, ngoài việc nuôi nấng thì huấn luyện cũng lắm gian nan, nhất là đối với loài cá sấu. Diễn với cá sấu phải đặt độ an toàn lên cao nhất. Vì đặc tính của nó là máu lạnh, người diễn viên không thể nào nhận biết được tính tình như thế nào. Mặc dù người diễn viên có tuyển chọn và huấn luyện cỡ nào đi nữa, thì cá sấu vẫn là một loài hết sức nguy hiểm. Nghệ thuật trình diễn có thể yêu cầu bạn vào trong hàm của cá sấu. Các diễn viên xiếc phải đặt các bộ phận cơ thể của họ giữa hàm của cá sấu, chơi với đuôi của chúng và làm đủ mọi thứ điên rồ. Nguy hiểm hơn nữa, cá sấu không chỉ nằm ở đó mà tích cực di chuyển và phản ứng. Mạng lưới điện vô cùng phức tạp và hầu hết được thiết kế ở độ cao, cách mặt đất trên nhiều mét. Do vậy, để kiểm tra, sửa chữa, lắp ráp, đòi hỏi người thợ điện phải leo trèo độ cao tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Những người thợ điện này được phi cơ trở lên độ cao cần thiết để sửa chữa điện trên không trung. Họ được trang bị các thiết bị cách điện, mặc quần áo bảo hộ. Vừa đứng ở một nơi rất xa mặt đất, vừa sửa chữa các đường dây điện không phải là một công việc dễ dàng. Đôi khi chỉ một sơ suất nhỏ là có thể nguy hiểm đến cả tính mạng của mình. Không lộ mặt, xuất hiện chớp nhoáng trong những màn hành động nguy hiểm trên màn ảnh. Không nổi tiếng, không danh vọng, nhưng nguy cơ chấn thương, tai nạn luôn cận kề. Đó chính là nghề diễn viên đóng thế. Diễn viên đóng thế, hay gọi là cascader, là những người có vóc dáng, ngoại hình, gần giống với diễn viên chính và phụ để đảm nhận những vai diễn khó hoặc nguy hiểm mà diễn viên chính thức không làm được. Họ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm,
từ những cú va chạm xe, những vết thương từ đạo cụ như là súng, những vết bỏng, vết cắt khi tham gia những cảnh mạo hiểm hoặc phải khoe thân thay cho nữ chính. Có thể nói, khó có người làm nghệ thuật nào phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như diễn viên đóng thế. Để có được vài phút, thậm chí chỉ là vài giây tưng bừng trên màn ảnh, các cascader có khi phải bỏ ra cả tháng trời để tập luyện. Từ việc phối hợp ra đòn ra sao cho nhìn giống đánh nhau thật, đến chuyện ngã thế nào để giảm thiểu chấn thương. Mất mạng, thương tật trọn đời, tàn phế là những rủi ro mà các diễn viên đóng thế phải đánh đổi cho các diễn viên. Đằng sau những bom tấn tỷ đô, không ít người đã nằm xuống. Hàng ngày đánh đu lơ lửng trên không trung nên những người làm nghề lau kính cho những tòa nhà cao tầng được ví như người nhện. Để mưu sinh, họ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy luôn rình rập. Lỉnh kỉnh mang theo rất nhiều vật dụng bên mình như dụng cụ lau kính, nước, dung dịch rửa kính, thiết bị giữ thăng bằng, giày đế cao su có độ bám dính cao, nước uống. Những thợ lau kính sau khi kiểm tra các dây buộc an toàn, dây cứu sinh thì bắt đầu từ từ thả mình xuống từ đỉnh tòa nhà. Công việc của họ không chỉ đơn giản là làm sạch bụi bẩn mà còn phải giữ mọi thứ an toàn bên mình, ngay cả những dụng cụ tác nghiệp phải không cho rơi rớt để không xảy ra tai nạn cho chính bản thân họ lẫn những người bên dưới. Thời tiết lý tưởng cho công việc này phải là những hôm trời râm mát, lặng gió, nhưng số lượng ngày làm việc lý tưởng ấy rất hiếm hoi. Trời có gió nhất định không làm vì sẽ vô cùng nguy hiểm. Dây cáp phải kiểm tra từng cm, mấu cột dây cũng phải đảm bảo an toàn. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Nếu sức khỏe của người thợ dù làm lâu năm không đảm bảo thì không thể đeo đu lên được, bởi chỉ cần chóng mặt, đau đầu thì ở độ cao đó sẽ rất dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc. Thợ hàn vốn là một công việc vất vả, khó khăn, và điều đó còn gấp hơn nhiều lần khi các thợ hàn phải làm việc trong môi trường dưới nước. Hàn dưới nước đòi hỏi đào tạo mở rộng và kỹ năng chuyên ngành. Họ thường xuyên làm việc trên các giàn khoan dầu ngoài khơi và đường ống dẫn dầu. Không những phải lặn sâu đến hàng chục mét dưới đáy biển trong thời gian dài, mà họ còn phải đeo quanh mình hàng chục kg thiết bị cho các công việc. Thợ hàn dưới nước phải đối mặt với những rủi ro nhất định mỗi khi họ đang làm việc. Một trong số chúng có khả năng gây tử vong hoặc gây ra các vấn đề về sức khỏe lâu dài. Những nguy hiểm phổ biến nhất của nghề này phải kể đến như nổ, giật điện, đuối nước, hạ thân nhiệt, sinh vật biển tấn công. Nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy, các thợ hàn dưới nước chết với mức độ cao gấp 40 lần so với mức độ tử vong trung bình ở Mỹ. Mỹ là một trong những nước có ngành công nghiệp khai thác gỗ rất phát triển. Tuy nhiên, những người làm trong ngành khai thác gỗ ở Mỹ có nguy cơ tử vong cao gấp 30 lần so với những nghề khác. Trong quá trình chặt hạ cây, nếu gặp trời gió to, cây sẽ đổ nhanh hơn và không đúng hướng đổ theo ý muốn, gây nguy hiểm cho người, máy móc, thiết bị. Không tuân theo những kỹ thuật trình tự hợp lý có thể dẫn đến gây mất thăng bằng cho người cắt hoặc phát dọn đường tránh không cẩn thận, tư thế đường cắt không hợp lý, khúc gỗ chuyển dịch lao kéo theo cả thiết bị và người gây nguy hiểm. Tây Ban Nha là một trong những quốc gia có nền văn hóa đặc sắc nhất trên thế giới. Nhắc đến lễ hội Tây Ban Nha, chúng ta sẽ nhớ ngay đến lễ hội bò tót nổi tiếng khắp thế giới. Cũng chính từ bộ môn đấu bò tót này mà công việc người đấu bò cũng trở thành một trong những nghề nguy hiểm nhất. Trong mỗi trận đấu, các đấu sĩ sẽ cầm một tấm vải đỏ và một thanh kiếm. Họ sẽ có những chiêu thức riêng để dẫn dụ và thách đấu với con bò của mình. Họ có thể chiến thắng và trở thành đại gia ngay lập tức với mức thu nhập rất cao, hoặc cũng có thể nhận lấy chấn thương, thậm chí là mất mạng trong tình trạng bị bò húc, quăng quật, kéo lê, dẫm đạp khiến người xem khiếp sợ. Nếu may mắn thoát chết, đấu sĩ bò tót đó cũng mang không ít thương tật, đau đớn về sau. Đây là môn thể thao có tỷ lệ thương tật cao nhất đối với con người, khiến nó trở thành một trong những công việc nguy hiểm nhất với những chấn thương ở tay, chân, ngực và não. Theo các dữ liệu thống kê, ngư phủ và nghề cá được xếp hạng là công việc nguy hiểm thứ hai ở Mỹ. Ở Việt Nam, một đất nước có vùng biển rộng lớn thì ngư dân không còn là công việc xa lạ. Tuy nhiên, những rủi ro của nghề này thì không phải ai cũng biết, đặc biệt là tại vùng biển sâu. Đối mặt với nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng, nhưng vì mưu sinh nên nhiều ngư dân vẫn lặn xuống đáy biển để kiếm sống. Khi lênh đênh trên biển, các ngư dân phải đối diện với bao khó khăn vất vả,
tính mạng luôn thấp thỏm theo những tin báo bão và những mối nguy hiểm khác bất chợt ập đến. Nguyên nhân gây tử vong cao nhất trong ngành này chắc chắn là chết đuối. Những công việc này nghe có vẻ thú vị và mang lại thu nhập cao, nhưng nguy hiểm luôn rình rập, khiến cho không phải ai cũng dám làm. Còn bạn có dám hay không? Hãy chia sẻ suy nghĩ ở dưới bình luận nhé! Đừng quên theo dõi những video tiếp theo của Top Khám Phá. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt!